Xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Ở nhà chúng Đây tôi kia chả biết làm gì đây. Đây là làm quanh giá. dễ Làm giá để dễ tự ăn này, dễ đây. dễ Đây. Lần đầu tiên thành công nó vui dễ quá dễ cho nên là quay lên. Đây, 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 đây. Đấy, làm giá này, đây, các bạn nhìn này. Úi giời. Làm giá sạch để ăn đây. Đấy, lần đầu tiên nào, gấu đâu, quay đây con nào, quay nào, lần đầu tiên hai mẹ con nào, hai mẹ con cười nào, ra đứng kia với cười mẹ nào, hai lần đầu hả, lần đầu tiên làm giá thành công, cười quay nào, à, cuộc sống gì ở nhà này, ui giời. Dễ này, dễ dài không, đấy, dễ cực dài luôn, Đây. này, nào con đi bên sau đây, đây, giá đây, ui dễ, đấy. Quý vị, để đổ đổ cái hộp này ra, để ra đổ hộp ra này xem ăn là nào, phúc. cái hộp là hộp này thì, ui giời, đây. Con tên là Phúc, để tại vì con bị nôn ra Đó. giá nên con bị con không ăn được giá. Sao lại không ăn được giá con, giá sạch mà không đây. Ai? Tại vì lúc mà con bị Tự nôn, làm giá ăn các bạn nhá. con bị đau bụng vì giá. Đau bụng với giá đâu bao giờ con. Không, không nhà ngày xưa. Đâu ngày xưa nào, đời đang gỡ giá ra này, ui giời. Đấy, con đi vào tay ra. Nha, chỗ này phải được cái khéo phải hơn cân nữa nhỉ. Lạnh được hai bữa ba bữa ăn với xào hoặc là ăn với phở cứ bình tĩnh đấy, ủ dỗ được rất nhiều giá có khi cái đúng là hôm nay gỡ là đúng đấy để mai đấy, cái này hôm nay gỡ là chuẩn nhưng mai mà gỡ thì cái này nó hỏng hết, nó giá nó dài con này dài thôi. Mang cân ra ca con dài mang cân ra đây, con dài mang cân ra để cân nhá. Nào chuẩn bị cân xem được bao nhiêu giá nào, ui dồi khối giá đấy các bạn. Ở nhà nhàn rỗi chống dịch ở Hà Nội này, cách ly hiện nay là theo chỉ thị 16 đã được hơn một tháng rồi. Đấy. Hết đợt này là tháng rưỡi, đến mùng 6 tháng 9 là tháng rưỡi. Đúng hôm nay. Đấy, hôm nay rỡ rồi. Đúng đấy, nó dài này thì nếu mà mai là nó sẽ thối luôn rồi, hôm nay là nó chuẩn rồi. Nào để cân lên thử xem nào không được. Đấy, giá rất là dài, trắng tinh, chưa có vấn đề gì. Phải dỡ được kịp thời chứ không nó hỏng ngay, nó dày đặc như thế mà sẽ úng. Rồi cân đi. Nhặt đi nốt chỗ đấy. Nào để cân thử xem nào. Nào cân nhá. Ai con để nào thế nào được một được 1 cân 2 nhưng mà cộng một nặng nữa chưa có bàn cân là 1 cân 3. 1 cân 3 mà trừ cái giá này nó nát nữa phải trừ cái giá này nó phải 3-4 nặng ấy. Đấy được cân giá các bạn ạ. Đây, cân giá nhiều. Được cân giá. Được cân giá này là ăn chắc chắn được 2 bữa rồi. Thừa 2 bữa luôn. Nó chia làm 2 3 bữa đi, ăn giá sạch mỗi hôm ăn tí. Rồi, xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi nha. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Trong mùa dịch này thì sức khỏe là quan trọng nhất nhá. Giữ gìn sức khỏe, chống dịch tốt.